đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Ếch mẹ. Ếch mẹ mê quần áo được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Cáo và Cò được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Hàng xóm của gấu con được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Hàng xóm của gấu con. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Và câu chuyện được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Những đứa trẻ lười biếng được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Lá rộng được nằm trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi, ủng hộ kênh của mình.